Xin chào các bạn, trong video này mình xin tiếp tục chia sẻ về phần đại từ và cụ thể hơn đấy là đại từ sở hữu. Thì đại từ sở hữu là những từ được thay thế cho danh từ chỉ người này, vật mà đã được nhắc đến trước đấy có chứa tính sở hữu. Mình lấy ví dụ: Her book is interesting, mine is boring. Thì quyển sách của cô ấy thì rất là thú vị, còn của tôi thì buồn chán. Thì từ mine ở đây nó sẽ bằng từ my book, bởi vì không muốn lặp lại cái từ book nên là người ta dùng từ mine. Vị trí, chức năng của đại từ sở hữu thì là nó có thể làm chủ ngữ, có thể làm tân ngữ, hoặc là nó sẽ đứng sau giới từ hay còn gọi là sở hữu kép. Và đại từ sở hữu bao gồm các từ sau là mine là của tôi, ours là của chúng tôi, hers là của cô ấy, his của anh ấy, rồi của từ yours là số ít thì là của bạn, còn số nhiều là của các bạn, và từ theirs là của họ, và một cái từ nữa nhưng mà cái từ này rất là ít được sử dụng đấy là từ its là của nó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ví dụ về đại từ sở hữu làm tân ngữ nhé. They are not my pants. I thought they were yours. Chúng không phải là bút của tôi nghĩ là chúng là của bạn đấy. Từ yours ở đây nó sẽ bằng từ your pants. Rồi ví dụ về đại từ sở hữu làm tân ngữ là gì? His hair is red, mine is black. Tóc của anh ấy thì màu đỏ, của tôi thì màu đen. Ở đây từ mine nó sẽ bằng từ my hair. Rồi đại từ sở hữu đứng sau giới từ, she is a friend of mine, cô ấy là một người bạn của tôi, thì từ mine ở đây nó sẽ bằng từ my friend. Rồi hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về đại từ sở hữu, và các bạn hãy lấy thêm ví dụ nhiều hơn để mình hiểu hơn về hiểu bản chất rõ hơn về cái đại từ sở hữu nhá. Rồi thank you for watching, bye bye, see you next video.